chào tổng bí thư Trung Chỉ, yêu và đam mê lan trên khắp mọi miền Trung Quốc. Ngày hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2022, ngày mới đầu lên số mặt hàng để chia sẻ với bác những mặt hàng của con dấu hoa lan từ hoa từ nghề nghiệp thì đó là chi tổng vị trí em muốn trong trường đại đã cao phong ở sông Lô Trung Quốc. Số điện thoại cũng như số Zalo là 0972 97255. Zalo của em là Hùng, Facebook là Hùng. Hôm nay em lên đầu có 18 đơn bao gồm một mặt hàng như là 5 cây trắng HO đó, 5 cây trắng HO và hồng yên thủy đó, hồng yên thủy rồi 5 cây trắng Nha Trang đó, hồng tiên lôi và 5 cây trắng Tây Đô, 5 cây trắng mắt ngọc Sông Đà và 5 cây trắng Hà Tĩnh. Thì sau đây em không để cho các bác chờ đợi lâu, em Hùng xin đi vào chi tiết từ ngân hàng trước tiên và chi tiết từ ngân hàng. Kính mong quý chị cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất hàng ngày nhé. Đó, mình bắt đầu cho đơn hàng đầu tiên, đó là mặt hàng 5 cây trắng Hà Tĩnh. Thì em chia sẻ cái chậu này, đó, chia sẻ chậu 5 cây trắng Hà Tĩnh này. Đó. Em mời các bác ngắm khuôn hoa này, ngắm khuôn hoa 5 cây trắng Hà Tĩnh nhé. Đó, bảo hành chuẩn tuyệt đối, khuôn hoa 5 cây trắng Hà Tĩnh. Đây là phi trên thân chưa xuống chậu các bác nhé. Rồi các bác cứ thế thì trồng vào chậu thôi, là còn chậu luôn thì rễ của nó chưa có một tí gì là mình ảnh hưởng đến rễ cả. Đó, đó. Đây là hình số 1 này, 50 giá hạt đấy, của giá siêu khỏe luôn. Em Hùng chia sẻ giá là 250.000 đồng, 250.000 đồng cho hình số 1. Đây rồi, 250.000 đồng. Tiếp theo là em chuyển sang chia sẻ một cái dây ba kia này. Ba kia nó nhỏ. Ba kia nhỏ thì em chia sẻ 200.000 đồng, 200.000 đồng. Cái này mình trồng một chậu nhé. Tiếp theo là em cắt cũng là ba khi soi đây, soi có bác có nhìn thấy gì không? Một cái thằng đế điều à, hình số 3 cũng là ba cái khi này, ba khi em Hùng chia sẻ giá là 200.000 đồng ba khi nhá, ba khi. Và hình tiếp theo là hình số 4 thì em cắt bộ cái phần còn lại và chia sẻ cả cái gốc luôn. Chia sẻ cả gốc, gốc một mầm gốc của năm nay này. Đó, và ba cái mầm gốc năm ngoái, tháng năm các bác lấy nhiều mắt gốc nhé, nhiều mắt gốc. Em chia sẻ nguyên cả chậu này, nguyên cả chậu còn lại này, 800.000 đồng, 800.000 đồng chậu 50 trắng Hà Tĩnh nhỉ. Đó, cái này 800.000 đồng có cả chậu này luôn. Đó, thì tháng năm lấy rất nhiều mắt gốc. Đó, bảo hành chuẩn tuyệt đối là 5 cây trắng Hà Tĩnh. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 5. Hình số 5 là 450.000 đồng, 400.000 đồng chị các bác, 400.000 đồng. Đây là mặt hàng mới, 5 cây trắng mắt ngọc Sông Đà. Đó, 5 cây trắng mắt ngọc Sông Đà này. Đó, đây là kỳ năm 2 năm nay thì cái dòng này nó cũng rất là dễ hoa, hôm nay nó sẽ ra hoa những cái kỳ này. Đây nó đang có hiện tượng là xuống lá để ra hoa các bác nhá. Đó, mùa này thì là mùa xuống lá để ra hoa, thế cho nên là tuy nhiên là nó không được ăn ảnh một chút nào bởi vì là nó xuống lá. Em phải nói trước là nó xuống lá này. Đó, nhà các bác có lan thì các bác cũng biết
Đó. 400.000 đồng 5 cánh trắng mắt ngọc sông Đà kỳ này. Đó. Tiếp theo sau đây em chuyển tiếp theo là hình số 6 cũng là một kỳ 5 cánh trắng mắt ngọc sông Đà. Dòng này thân cú nó khá là to, các bác nhìn cái thân mẹ này các bác biết. Đó. Nhìn cái thân mẹ là biết là dòng to rồi, thân to rồi. Đó. Cũng là 400.000 đồng 400.000 đồng. Cái này em không có nhiều, chỉ có 2 cái kỳ thôi nhé. Nguồn cây là chuẩn hàng chuẩn giống. Đây là cái video khi em đi mua cây, kể cả những cái cây em có mua về là có chuẩn hàng và chuẩn giống, chứ em không bán nông công như nhiều chỗ khác nhé. Tuy nhiên là với em nó hơi mưa, cho nên là mà nó được mỗi thứ thế này này, nó dài đấy 500 triệu cái dòng mắt ngọc sông Đà. Lúc anh mua cái chậu lớn này, thôi để đem cái chậu Nha Trang đi. Đấy, mời các bác ngắm cái bông hoa này. Đây là khuôn hoa mắt ngọc sông Đà. Bác nào lấy những cái kỳ này thì em sẽ gửi mặt bông cho các bác nhá. Đấy, mắt ngọc sông Đà. Đó. Tiếp theo sau đây em chuyển sang mặt hàng khác. Em cũng chỉ có 2 cây thôi. Đây là cây 5 cánh trắng Tây Đô. Nguồn cũng là của anh Biên của Hà Nội nhá. Là cái kỳ này. Đó. Kỳ này. 5 cánh trắng Tây Đô. Đó. Kỳ này. Kỳ này em Hùng chia sẻ giá là 500.000 đồng 5 cánh trắng Tây Đô. Đó. Em chuyển tiếp theo sang hình số 8. Hình số 8 cũng là một cái kỳ. Kỳ này nó ngắn hơn một chút, 400.000 đồng. Và em cũng nói sâu hơn một chút, kể cả các bác mà ít chơi không chơi thì các bác có xem qua thì các bác cũng có cảm cho em này. Với những cái kỳ này, nếu đây là em bán hàng là em bán chuồn hàng và chuồn giống. Còn những cái chỗ mà nó bán lôm côm này, cái cây này người ta sẽ bán sang cây không tên. Nha, rồi các bác ngắm cái thân này, cái lá này sang không tên thì chắc chắn cái cây này lại là hàng chục triệu nó bán cho các bác đấy. Thế còn cái cây không tên như này thì chắc chắn là nó, hiện tại bây giờ nó phải rơi vào cứ 500 triệu chứ không phải là 10 triệu đấy. Thế nhưng nó là cái cây Tây Đô thì em Hùng chỉ chia sẻ giá là 400.000 đồng đó. Thì nói là như thế thì các bác mua hàng cân nhắc trước khi mua. Kể cả là một cái kỳ bé tí này thì những em tất cả cây là phải thuần chậu nhá, nhưng không phải là cây vừa cắm vào đó. Hình số 8 400.000 đồng. Rồi em Hùng mời các bác ngắm cái khuôn hoa 5 cây trắng Tây Đô. Đây là khuôn hoa 5 cây trắng Tây Đô nhá. Đó. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 9 thì em chỉ có một cái duy nhất, có một cái kỳ là hồng thiên lôi. Hồng thiên lôi hay có tên gọi khác là hồng trời đánh. Đó, em Hùng nói rõ như thế. Nó có hai tên. Đây là kỳ hồng thiên lôi này. Đó, hồng thiên lôi. Hay có tên gọi khác là hồng trời đánh. Đó. 400.000 đồng. Và em mời các bác ngắm cái khuôn hoa hồng thiên lôi. Đó. Đây là khuôn hoa hồng thiên lôi. Và bây giờ em chuyển sang vào mặt hàng khác, đó là cây 5 cánh trắng Nha Trang. Nha Trang. Đó. Có hai chậu. Thì cái chậu này là cái chậu hôm trước em đã cắt mắt ngủ này. Chậu hôm trước em cắt mắt ngủ này thì hôm nay em chia sẻ gốc. Bởi vì khi em có được 1 2 3 chậu rồi thì em chia sẻ bớt. Cái chậu này là cái mầm gốc của nó lên là hai mầm gốc này. Đó, các bác nhìn thấy mầm gốc rồi. Đó, đang lên hai mầm gốc nhá. Đó. Còn cái chậu này là vẫn im chưa lên nhưng mà mắt gốc còn nguyên này. Đó, các cái mắt gốc còn nguyên. Đó. Chậu hai thân này, hai kỳ.
hai kỳ cùng một chậu. Đó. Hai kỳ này cùng một chậu. Chậu này em Hùng chia sẻ giá là 4.500.000 đồng. Tuấn mặt hoa, tuấn con giống. Đó. Đó nha. 4.500.000 đồng. Đây là cây năm cây trắng Nha Trang. Đó. 4.500.000 đồng. Và em mời các bác ngắm cái khuôn hoa này. Khuôn hoa này. Năm cây trắng Nha Trang này. Rất là đẹp, cánh rất là đẹp. Đó, bảo hành tuyệt đối khi các bác mua những cây này thì mời các bác vào Zalo cho 0972 1975. Em Hùng sẽ viết giấy bảo hành này để kèm video. Tuy nhiên thì đó, em làm chuẩn thì các bác sưu tầm. Thứ nhất là các bác có những bác không có điều kiện mua được, có thể là các bác tham khảo nhá, kéo tránh bị ăn thịt lừa. Người ta bán hàng bây giờ rất là nhiều. Đó. Sau đây em chuyển sang hình số 11 là em vừa giới thiệu đấy, là cái gốc hôm trước em đã cắt mắt ngủ chia sẻ là 300.000 đồng trên một mắt, 350.000 đồng trên một mắt. Đó, thì còn cái gốc còn lại này và nó đã lên hai mầm gốc ổn định rồi, hai mầm gốc nhá. Thì em Hùng chia sẻ cái gốc này 2.300.000 đồng, 2.300.000 đồng hình số 11 đó, năm cây trắng Nha Trang. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 12, 13, 14, đó là em chia sẻ khi hồng yên thủy. Đó, bao đẹp bao phê. Cái này hôm qua em bán cả lô, một lô rồi, và em còn lại 7 chậu hồng yên thủy nữa. Là hàng này thường thì những cái hàng size nhiều tiền này em Hùng thường bán trên Facebook, trên cái Facebook của Nguyễn này. Đó, cái kỳ này có số đo là 21 cm, 21 cm. Thì em Hùng chia sẻ giá là 8.500.000 đồng, 8.500.000 đồng. Đó, với những cái cây nó mỡ, rất là mỡ cây này, còn lục cái khỏe này, thì mình làm kỳ làm kinh tế thì rất là tốt. Tất nhiên là có mình chỉ cần bông hoa chính chủ như thường thì ai cũng thế, lúc đầu thì sưu tầm chơi, sau đó mình làm kinh tế thôi nhá. Đó, có những cái kỳ này. Đó, 8.500.000 đồng cho hình số 21. Đó, 8.500.000 đồng. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 13. Đây là hình số 12 thôi nhá. Đây là hình số 12, 21 cm. Hình số 13, 20 cm, 8.000.000 đồng. Đó, 8.000.000 đồng. Đó, bao chuẩn đẹp, phê béo xuống tận gốc luôn. Đó, 8.000.000 đồng. Đấy. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 14. Hình số 14 là một khi hồng y phí 23 cm, 9.000.000 đồng. Đó, 9.000.000 đồng. Đó, 9.000.000 đồng, 9.000.000 đồng. Cho hình số 14. Và em Hùng sẽ bảo hành chuẩn tuyệt đối cái khuôn hoa hồng yên thủy. Đó. Và sau đây em chuyển sang hình số 15 để em chia sẻ khi 5 cây trắng HO. Khi này có số đo 12 cm. Em Hùng chia sẻ giá là 780.000 đồng, 780.000 đồng 5 cây trắng HO Hiển Oanh. Đó, 780.000 đồng. Em chuyển sang hình số 16. Khi này có số đo 10 cm, à 11 cm, à 10 cm, xin lỗi các bác, 10 cm. Đó, 650.000 đồng, 650.000 đồng. Đó, cho khi này 650.000 đồng. Em chuyển sang hình số 17, cũng là một cái kỳ 5 cái trang HU Hiển Oanh, 8 cm. Đó, 8 cm, 520.000 đồng, 520.000 đồng. Đó, hình số 17, 520.000 đồng. Em chuyển sang hình số 18.
700.000 đồng 11 cm. Đó là kỳ này 11 cm 700.000 đồng. Đó, thì hôm nay em chỉ có lên có 18 hành thôi, 18 đơn hàng. Đó, và đây là cái cây 500HO Hiển Oanh này. Cây này em định cho ra hoa luôn, thân nó rất khá là to. Thế nhưng mà vừa rồi là có bác là muốn đặt cái mắt ngủ của cái cây to này, thì em cũng quay lên đây. Đi vài hôm nữa em sẽ cắt mắt ngủ chia sẻ cho các bác. Với cái mắt ngủ 500HO Hiển Oanh này, em Hùng chia sẻ giá 100.000 đồng trên một mắt. Đó nhá, em nói luôn, vì cả là cắt hơn các bác không mua đâu. Thế có những cây người ta chỉ bán được với giá trị 80.000 đồng trên một mắt, nhưng tùy cua và tùy tiền. Nhìn những cái kia, cái mắt nó nhỏ như phần dưới này thì nó chỉ đáng có giá trị tiền đấy thôi. Thế như những cái cây như thế này thì giá trị tiền nó lại khác hoàn toàn. Này các bác nhìn cái bút giả với cái này là các bác so sánh, các bác biết là cái thân to hơn cái thân cây to hơn cái bút giả này rồi. Đó nhá. Thôi hôm nay em lên 18 đơn hàng, em Hùng cũng đã giới thiệu xong. Thì cuối cái video cho em Hùng xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Em Hùng chúc các bác có một ngày mới vui vẻ. Em xin chào tạm biệt các bác.